À, chào mọi người nha, à, mình đang ở Trà Vinh tiếp tục quay những trại hợp đồng, và hôm nay mình sẽ ghé thăm trại của anh Nhiệm. Đây là anh Nhiệm đợt rồi bày đầu tiên ảnh bị sự cố, nhưng mà cái dính virus reo nhưng mà ảnh rất may là bày rồi ảnh không có lỗ. Và tiếp tục là hôm nay mình sẽ cùng với anh Nhiệm giới thiệu cái bày dịch này là ngàn con hơn anh Nhiệm. Ngàn Nay được nhiêu ngày anh giới tháng lẻ thiệu? 2 ngày À, để anh Nhiệm dẫn mọi người vô coi cái chạy của ảnh nha. Thì cái chạy này anh làm bữa là nhiêu tiền? chạy này, cái chuồng có sẵn, cái chuồng có sẵn làm sàn nó tầm khoảng 10 triệu, 10 triệu 11 triệu vậy. Sàn không Đó. à? Dạ. Cái dịch này được nhiêu ngày anh? Tháng lẻ 2 ngày Tháng lẻ 2 ngày. Ủa anh có cà mỏ chưa? không không cả Là mình thả lan vậy là thả nó không lan có vậy, cắn im hả? nó im luôn. Im luôn ha, là mình thả sớm Em đem về em thả luôn á, đem về thả nước luôn á, là bắt đầu là 1 2 3 là bắt đầu là tự nhiên luôn là đợt em nói anh 2 3 ngày thả nước sớm á á. Dạ, ha. cho Em nó đứng ở xuống, đây lấy mặt anh Nhiệm nè chứ. cho nó xuống tập sớm luôn, à tập sớm rồi cho nó lan lan luôn. Bây giờ nó đi 2 3 ngày nó đâu tự tắm tự dịch nó khỏe. Ừ. Thì theo mình thì mình cũng khuyến cáo vậy, gọi là mình muốn cho vịt nó, tại bản chất nó là con vịt thì nó phải tiếp xúc nước sớm, tiếp nước sớm thì con vịt nó sẽ bớt bị stress, với lại là nó quen cái môi trường bên ngoài thì nó sẽ tránh được tình trạng là cắn nổ lông nhau. Thì với điều kiện nữa là phải sân chơi rộng rộng mới được. Không cắn luôn. Ừ, mà mình đỡ được cái khâu cắt nổ. Ông thấy im dịch một tháng là thấy ông ấy là nó im. Kiếp ba Bài này ngàn. nghe Cái sàn này anh làm bằng sắt. Sắt này anh có sơn không hay là mình sơn lấy á anh, oxy luôn? sơn Rồi anh trải lớp nhựa lên thôi. dạ Này anh làm khoảng tấc à. tất à. Tấc mà mình khỏi Tắt lót lọc lưới lọc B40. Là mình tiết kiệm được đó. Đi chứ đi chắc cứ ngắt luôn cái gì. cứng lắm, này sàn này dư lực rồi, nó cứng nhắc à, nó làm thưa hơn này chút cũng ngon, thưa hơn đừng đừng dính phân này nó bị Này là cái dính. hồ Thì hồ đó gọi hồ cao em xuống, em xuống làm mấy xuống cao quá nó bể hồ, nước nó vô bể. cái diện kỳ bao nhiêu km số 6 ngủ cỡ 80 á đối Mới với cái cơ hôm điện qua đó cây đang xăng làm đó, đang lắng làm sàn ra cho nó rộng nữa. cây xăng dầu số 6 cây dầu của bữa tôi nó thấy kẹt lên nó xuống rồi bất tiện này chế dạ lại dạ xuống nó giảm xuống xuống đó thì ví dụ như con vịt đường lớn phố á, nào đó vịt lớn thì mình thả ra cho nó đi thoải mái được, vịt nhỏ thì cho đi đường này được rồi. cái hồ này mấy mét vuông ngay cái hai chỗ mét rưỡi mà sáu ngay hai cái mét chỗ rưỡi mà năm ông mét làm rưỡi cái bồn sạch rồi ra à. để Làm cho ra nó đây á, mà tại vì nó nó dính cái bồn bồn ga này. ngấm Không xài rồi bỏ nè, bồn ga lắp nguyên bồn ga đây. đây là cái sân chơi. Ủa dịch lớn rồi anh không kiếm mấy cái máng ăn lớn mình cho nó ăn cho đỡ công. Không, tại em cũng thấy cũng khỏe, lát hết ra đổ cho nó ăn, ví dụ như tầm 2 tiếng nó hết mình đổ cũng vừa, khỏe mình nó gọn gọn rồi mình chăm không có cực đâu, giờ vậy là nó nhàn lắm. Này còn còn sợ nó đói cho nó ăn uống dưới đất à? Nó đói lên nó ăn gì đâu. Ở đây hơi cực, hơi dơ, đừng để nước như này. Nó khát nước lên uống nước nhiều. Tại sàn anh hơi nhỏ. Hơi nhỏ anh ơi, Sàn anh hơi nhỏ chứ nhỏ sàn bự mốt ăn uống để sàn. sàn nhỏ, em tính là làm Sẽ cái có sàn quy qua 100 120 m². hai sàn đẹp á, không cao mà Ừ, thoáng đúng rồi. lưới đồng đẹp Ở đi dưới cái sàn sàn dưới anh thấy cao không? sàn nào Cái sàn anh đang làm dưới kia. ở sàn sao ở ở sao nữa, em làm tháp mà em làm tháp mà chắc em xài lưới kẽm á. Như sàn của ông Huy qua làm Dạ, ok rồi. để lưới kẽm của Quy là nó thoáng lắm, ỉa không dính thân, dội nó khỏe, nó làm thấp dội nó khỏe. Mà lưới kẽm nó sợ nó Mười phải mấy nhân năm dàm đó, mười mấy năm. đó, 13 năm đó, À. con lưới đó xài 13 năm rồi đó, Nó không sợ nó phân nhúng giật cái chì rồi, à, nhúng chì hả? nhúng chì rồi đâu có vô đâu, 13 năm giống như mới vậy đó, không có hư đâu. Dịch này tháng hơn tháng nha mọi người, Tháng lẻ đều hai ngày rang đẹp cũng cưng.
Nhìn con bầy này có kinh nghiệm làm vaccine rồi xong hết chưa? Em xong hết rồi. Cúm là làm luôn Được hả? cúm tả Tự chích. à. Tự chích à? Không cho thằng Khang chích này. Ừ. Cha ổng thấy cực quá ông kêu nó chích này. Tự chích tính như nó chích cũng vậy Ừ. Thì mình kỹ kỹ nó dép dài ra vô bỏ ngoài. đi buổi sáng cho em không Ừ, vô buổi sáng á. buổi sáng bữa nào nó có lạnh thí dụ giờ giờ trưa rồi em không nhận Ừ. bắt qua bữa sau là đi buổi sáng sáng sớm chạy em sớm Bày đầu bị sự cố thì sao? nó không sợ nhưng mà kiểu ví dụ như mình sợ cái người nhà không có yên tâm mình làm ăn mình để mình Đúng rồi. lo kinh tế mà chứ còn làm thì mình làm đâu phải làm ấy mà Chỗ anh tại Nhiệm đợt rồi là bày đầu mình có đăng lên đó là bị hao 50% luôn nha. hơn Ừ, hơn 50%. 470 Mà không hiểu sao làm như môi trường nó mát hay sao, dịch anh bắt về chống cỡ 4 kg, 4 kg mấy luôn, nó gật lại số ký á. dạ Nó ra số số tiền lấy vốn được chứ nếu mà dịch mà nó nhỏ là thua trời em thủ rồi em thủ rồi, phải hơn. mấy chục rồi đó em nói phải không đường nào mà mình hay hơn tới mức độ đó sao Tưởng lỗ mấy mà chục luôn đừng lỗ mấy chục không á phải tại đường sao. nào mình cũng nghĩ là mình phải rớt cả 20 lỗ khoảng 20 mà cuối cùng nếu mà tính sát ra là em phải lời mấy triệu đó Ừ. nhờ dù như anh hỗ trợ chút xíu nữa nó nhẹ lắm là có lời luôn á Cái gì đâu thì làm ăn lâu mừng dài, tại em thấy anh chịu đầu tư á, em hỗ trợ là còn dịch nó là mập cha chứ làm mấy nạn chóng ký gửi thôi. Một lúc nhìn nó không có phề phề nhưng mà nó nặng quá ừ em tính là dịch này nó không bằng ký đợt rồi nhưng mà cuối cùng cái ký đạt luôn không vậy là đạt lắm á, mừng cái là mình cho tắm sớm ra ngoài sớm là không cắn lông nè. à, và ngày đầu tiên là bắt đầu em cho nước sạch sạch em cho chơi luôn tới chiều tối em mới bữa Ừ. đó đem về là thả thẳng đây nè ấy quay phim cho anh coi đó Ừ. Mừng quá, hôm nay xuống làm vaccine xong xuôi ha. Anh xong làm mấy mũi rồi? hồi em làm tới gần cái có cái 2 mũi luôn Ừ. rèo 2 mũi Làm reo luôn ha. rèo 2 mũi Môi ruột trường mình mỏ gan hai có, mũi môi trường mình có nên làm. Phân tốt quá trời. Quá, nay ok. có dính mà không sao luôn có dính em bỏ Ừ. luôn giờ em cho Bữa luôn bữa vẫn dính. bây giờ vẫn dính Ừ. mà đều có cái là không can thiệp gì hết thì chỉ cho cái uống à, rồi anh không gửi chai hai quặng đó Ừ. anh không gửi cho em thì qua em mới đi lấy một cặp về bây giờ chỉ cho uống đó xong tới lướt khỏe là thảy qua bên kia xả ra gã ra nên em chia chống máy đợt này Ừ. Đó là cái em quay cái chạy. Đó là tay đời toàn bộ cái chạy của anh Nhiệm nha. Là sàn rồi tới cái hồ để sân chơi. Ảnh có làm thêm mái che. Mưa này mái che này mưa này nó động dũng nó đồng có chỗ nó chỉ không? dưới Hả? đất có chỗ thôi Mà này cát chứ không đến nổi hả? dạ Này mình bơm cát vô hả? Hay là mình xe đẩy xe đẩy mua đẩy xe. xe Ừ. chứ đâu bơm được đâu Này nói chung cũng phải là tạo cho chỗ có nắng như vậy mới được nha. mấy tấc á tại đổ dày mấy tấc lần cho nên nước không ảnh hưởng mưa lớn không ảnh hưởng Này phải cái sàn nó dài dài chút cho nó ăn uống trên sàn luôn, ăn uống dưới đất này nó. đã em tính là cái thằng đó là nữa em làm thấp là ăn uống đó đó thấp Ừ. xuống làm thấp xuống Thôi rồi từ từ dạ đi, xong mày này có vốn là lấy vốn là lời lời mình làm tiếp. ừ, không sao đâu em còn Đầu tư cái từ nào bên từ. kia Ở dưới kia có cái trại mới nè, ở sao đó chuẩn đi bị đi làm á đi. Ảnh ảnh dịch làm thêm một cái trại ở dưới nhà nữa để nuôi luân phiên 2 bầy, tháng rưỡi vô 1 bầy hết nhỉ, tháng nào nay tháng hả? ủa nếu mà mình dài này một tháng mà mình đặt thì nó ra 2 tháng nó hơi trễ nhưng mà khi mà ngăn nắp đợt sau thì em sẽ đặt liền ví dụ em Nhớ vừa vô đặt luôn nhớ đặt bên em trước 1 tháng nha. dạ thì bởi vì em mới quên á em kiểu mà tại vì em còn vướng cái công chuyện á giờ không có thời dành thời gian cho nó Đây có cái ao rộng đảo. ao để dành nước xài thì không đưa cho gì vô á Ừ. để vô chuồng luôn làm thấp lên nè em làm Ừ. thấp Còn chuồng này làm gì? Ương hả? cái này để dành làm cái bệnh À, viện để cho mấy con yếu yếu ra làm dạ ăn uống để xử lý riêng á ha. Ừ. Cũng tính đó ha. Ồ, bên này lại là ánh nắng mặt trời buổi sáng là dưới này. Ở dưới này gọi lên hả? bên đây Ủa sao này hướng kỵ ta? nó vô đây luôn Mặt trời mọc bên này hả? à, một một hôm đó
ngon ta. Hướng đó đẩy vô. À, tưởng là hướng đẩy vô này. Đang làm á, tại thợ nghỉ. À. Thợ nghỉ, cái này là tháo ra hết nè, làm lại nè. Làm lại. Tháo này ra hả? Tháo bỏ hết nè. Rồi làm lại cho cao lên. Tháo cho thoáng. Tháo lại làm lại cho cao lên, che cái chỗ ăn uống. Ừ. Đang nuôi mấy con vịt trời hả? Mấy vịt cầu à. Lấy trứng ha. Người cho đẻ trứng đó. Với hơn nữa có nó cũng tốt. Ba thức ăn xấu xấu còn thảy ra. Ừ. Cũng tính đó nè. Dạ. Nuôi đã có những gì thảy ra đó. Ừ. Chứ mình bỏ phí. Ủa là mình chưa, ở đây mình chưa làm sàn đúng không? Không, sàn bên đó đó. Đâu? Nữa làm sàn đó. À, chưa làm nhưng mà cái nền nó sẵn rồi, giờ mình chỉ dựng lên nè. Đi chạy mấy gài có đồ rồi mà chưa có kéo cây về làm. Là kéo đồ về rồi ha. Dạ. Coi cây đồ xá chuẩn bị rồi chứ mà tại chưa có thời gian kéo về làm. Làm kinh tế làm hai chuồng cho nó có lợi nhuận nó lẹ. Em bên đó dựng lên cái làm sàn lẹ. Thì em cũng canh rồi, như dịch vừa về nè là em công chuyện em vừa khỏe đó. Mà chuồng bọng nó hai bên khỏe. Khí hậu đây rất là mát, phù hợp để nuôi vịt. Nền cát sông nước, cái này là mình bơm nước vô hay là không, cái này nước cái hồ này để chứa nước bỏ chứa phân bỏ luôn. À. Nước nó xấu mặt nó cái... còn ruộng nó của mình hay của người ta? Của người ta, lâu lâu mình gãi cái xử lý vô, gãi cái vô cho nó giảm hôi lại chút. Chăn nuôi thấy đừng có gần dân cư nhiều là cũng đỡ. Em cũng tính mua cái đang kiếm chỗ mua trở công hay không cũng làm. À, vốn mạnh chứ không vốn mạnh nhưng mà phải làm tại vì mình thấy cái đó có, nó hiệu quả thì mình này, đâu có sống 5-10 năm đâu, sống nhiều chưa. Rồi hôm nay kiếm dạ thôi chúc anh kiếm được miếng đất để phù hợp để chăn nuôi thì, nhưng mà ở đây làm hai trại thấy ok đó. Ở đây là trại của anh Nhiệm nha, đợt ảnh rất là thích cái mô hình bên mình. Đợt đầu tuy có sự cố nhưng mà đợt thứ hai này rất là khả thi. Và ảnh đang có, ảnh là một trong những khách hàng là mình sẽ tập trung mình phát triển. Tại vì cái tư duy và cái suy nghĩ của ảnh trùng với những cái gì mà cơ sở muốn hợp tác. Thì chỗ anh Nhiệm đây là mình cố gắng sẽ hỗ trợ ảnh hết mình. Và những khách hàng nào quan tâm thì mình theo dõi và mình tìm hiểu. Nhưng khi quyết định làm với cơ sở thì phải liên hệ cơ sở trước để cơ sở duyệt hay không duyệt nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhớ follow kênh TikTok, YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Chào nha. Rồi cảm ơn anh Nhiệm nhiều.